cực nóng khởi tố ba cô con gái bốc sáng nhà mẹ đẻ, thêm tình tiết tăng nặng, con dâu lộ diện kể ra Tuấn bi kịch, hé lộ cách duy nhất để thoát tội. Thưa quý vị, nóng nhất sáng nay khi cảnh sát điều tra đã chính thức khởi tố ba cô con gái bốc sáng nhà mẹ thành một vụ án hình sự tội giết người. Sự việc dính tới pháp luật đã ngày càng trầm trọng, nơi bệnh viện mẹ già càng ngày càng nặng thêm và sắp phải làm phẫu thuật. Và ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc đã thiệt hại nghiêm trọng tới 50 triệu. Cô con dâu duy nhất đã lên tiếng và tiết lộ thời điểm bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cao trào sự việc. Một nhà phân tích đã chỉ ra cách duy nhất để trắng án, tuy dễ nhưng vô cùng khó. Sáng nay mùng 4 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội giết người dành cho ba cô gái hóa vàng nhà mẹ. Vụ việc xảy ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 tại Hưng Yên. Hiện cả người mẹ và ba cô con gái quý báu đều đang được điều trị ở Viện Bỏng Quốc gia. Trong đó, người mẹ bị nặng nhất, bác sĩ nhận định ảnh hưởng hơn 80% cơ thể, nguy hiểm đến sức khỏe, đang hội chẩn tính toán phương án phẫu thuật. Hai người con lớn cũng bị nặng, cô gái út ảnh hưởng hai bàn chân và người con trai duy nhất trong nhà đã phải bỏ hết công việc, túc trực chăm cả mẹ và ba chị em gái. Tài sản thiệt hại trong lúc bốc sáng khoảng 50 triệu đồng, đây được xem là tình tiết tăng nặng thêm tội làm hư hỏng tài sản và quấy rối trật tự. Người con dâu cho biết từ khi xây nhà mới, chị em trong gia đình bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Cuối năm 2020, người con gái út đã gửi đơn đề nghị Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa giải quyết về phân chia thừa kế đất đai với lý do đất đai bố để lại là tài sản thừa kế của cả ba chị em, nhưng mẹ và anh trai đã sử dụng làm tài sản riêng. Chị vì thế không bằng lòng. Lãnh đạo xã cho hay đã 3 lần tổ chức hòa giải việc nhà bà Đê song bất thành. Gia đình tự xin hòa giải nội bộ nhưng rạn nứt giữa các thành viên trong nhà ngày càng lớn. Cô con dâu cũng bất lực cảm thán, phận làm dâu con trong nhà tôi chỉ biết để chồng và mẹ xử lý, với các chị em, mình cũng không dám nói ra nói vào. Một nhà phân tích đã đau lòng chia sẻ, xem trọn vẹn clip, nghe tiếng kêu đau xót của người mẹ than vãn, kêu trời về đứa con gái có hiếu, đem can xăng tưới khắp quanh nhà, tưới cả chân bàn thờ người cha đã khuất mà đau lòng. Bà mẹ can ngăn, cậu con trai không biết làm sao, khi người là mẹ, người là chị ruột, chỉ biết xách can xăng chạy vứt ra ngoài. Hai người con gái nữa không biết còn đi vào đưa mẹ ra để cho người con gái quyết tâm thực hiện hành vi đến cùng như trong clip. Điều duy nhất có thể tha thứ cho những đứa con tội lỗi kia là nếu như họ bị tâm lý, không còn nhận thức được đúng sai hay dở. Còn nếu không phải là bệnh nhân thì không còn gì để nói. Di ảnh người cha đã khuất đặt trên bàn thờ liệu có chua chát khi chứng kiến cảnh này? Nhà cao cửa rộng, đất đai tiền bạc, nhưng liệu trong ngôi nhà hai tầng to đẹp Hưng Yên, người ở trong đó liệu còn có giấc ngủ ngon, sự bình yên hay chỉ còn lại nỗi ám ảnh kinh hoàng? Theo quan niệm truyền thống, con gái xuất giá tòng phu, nếu không có di chúc cụ thể của chủ sở hữu tài sản thì sẽ thừa kế theo pháp luật. Ở đây, bố mất, mẹ còn sống, đương nhiên người mẹ đứng đầu hàng thừa kế, rồi mới đến các con. Người mẹ có quyền phân chia định đoạt tài sản đất đai, để lại hoặc lập di chúc. Và như báo chí đã đưa tin, người mẹ đã chia phần đất trong ngõ cho ba cô con gái, còn phần mặt đường bà và cậu con trai đang ở. Sự thao túng tâm lý làm mở mắt ba cô con gái. Họ không chấp nhận sự sắp đặt của mẹ, họ làm đơn lên chính quyền. Rồi mấy lần hòa giải không thành, ý chí muốn chiếm đoạt đất đai của người mẹ và người con trai quá mạnh mẽ, làm ba người con gái đi đến hành động sai trái. Cuối cùng, ba cô được cái gì? Pháp luật sẽ trừng phạt những đứa con bất hiếu với cha mẹ, nhưng luật nhân quả, miệng đời thế gian sẽ theo đuổi đến hết đời. Có lẽ trời sẽ không dung tha cho những đứa con hành động với mẹ mình nghiêm trọng như vậy. Cả ba cô con gái của bà cũng đã có chồng có con, rồi đây sẽ dạy dỗ con cái họ như thế nào khi bản thân họ là một tấm gương ứng xử với mẹ như vậy. Cha mẹ đã già, còn sống được bao nhiêu nữa mà đi hơn thua thiệt hơn. Sự việc này cũng chỉ là giọt nước trong hàng ngàn hàng vạn gia đình và những người con đang tranh giành tài sản, trông chờ vào đất đai của cha mẹ để lại. Vào tù, rồi các bạn tù sẽ dạy dỗ thêm cho những công chúa này bài học mà ngoài đời chưa được học.